Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở bài tập toán lớp 2, tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 69 ngày tháng. Bài số 1, xem từ lịch tháng 10, viết tiếp vào chỗ chấm. Chúng ta có tháng 10 đây. Đây là cột thứ 2. Đây là cột thứ 3. Đây là cột thứ 4, cột thứ 5, cột thứ 6, cột thứ 7 và cột chủ nhật. Rồi trong này thì chúng ta là tháng 10 là bắt đầu là ngày 1 nhưng rơi vào thứ 7. Và ngày cuối cùng của tháng 10 là ngày 31. Trong tháng 10 thì chúng ta sẽ có là 31 ngày. Câu A, tháng 10 có bao nhiêu ngày? Đây, ngày cuối cùng là ngày 31 ngày. Câu B, ngày 20 tháng 10 là ngày. Ngày 20 đó, đây. Ngày 20 này, tháng 10 là thứ 5. Đây là ngày 20 tháng 10 là này là thứ 5. Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong từ lịch bên theo mẫu. Đây, ngày ngày 3 thứ 2, ngày 3 tháng 10. Đây là ngày 3 tháng 10. Người ta hỏi thứ, cái này là hỏi về ngày tháng thôi. Ngày 15 tháng 10. Ngày 15 tháng 10. Ngày 15 tháng 10. Rồi. Rồi ngày này xong, ngày này xong, chúng ta còn ngày 6. Ngày 6 tháng 10. Ngày 6 tháng 10. Rồi, là xong. Tới ngày 19. Ngày 19 tháng 10. Đây là ngày 19 tháng 10. Tiếp theo là ngày 21. Tháng 10. Ngày 21 tháng 10. Và ngày cuối cùng là ngày 25. Ngày 25 tháng 10. Ngày 25 tháng 10. Chúng ta qua bài số 2. Viết các ngày còn thiếu trong từ lịch tháng 6 dưới đây. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 là ngày 4. Ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, tới đây ngày 9, ngày 10, ngày 11, ngày 12, ngày 13, ngày 14 là tới ngày 15, ngày 16, 17, 18, 19 là 20, 21, 22, 23, 24 là tới đây 25,
26, 27 là tới đây 28, 29 là tới 30. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Như vậy đây là tháng 6 này là có 30 ngày. Bài B, xem từ lịch ở câu A rồi viết tiếp vào chỗ chấm. Tháng 6 có chấm chấm ngày. Như vậy thầy mới vừa xem nó là 30 ngày. Ngày 1 tháng 6 là thứ. À đây, ngày 1 tháng 6 là thứ. À, cột này là cột thứ tư, nó là thứ thứ tư. Ngày 1 tháng 6 là thứ tư. Các ngày thứ bảy trong tháng 6 là những ngày. À, các ngày thứ bảy, đây cái cột này là cột của ngày thứ bảy đây, ngày 4, ngày 11, ngày 18 và ngày 25. Ngày là ngày 4, ngày 11, ngày 18 và cuối cùng là ngày 20, 15. Nếu thứ ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ ba tuần trước là ngày ngày 14 tháng 6. Đây. Ngày 14 tháng 6 đây. Được không? Tuần này người ta hỏi tuần trước là quá khứ là ngày 7. Được không? Và tuần sau là ngày 21. Đây nè, tuần này là tuần này nè, tuần trước là ngày 7, còn tuần sau là ngày 21. Một tuần là có 7 ngày. À, chỗ này thì chúng ta sẽ ghi là ngày 14 tháng 6 thì thứ ba tuần trước là ngày ngày 7. À, ngày 7 tháng 6. Thứ ba tuần sau là cộng thêm ngày 14 nó cộng cho 7 là 21, ngày 21 nó cũng vẫn là tháng 6 nha. Tháng 6. Chúng ta qua bài số 3. Xem lịch dự báo thời tiết trong tháng 7, trả lời các câu hỏi sau. Lịch tháng 7 thì thời tiết về đây. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Trong này chúng ta sẽ có là đây là ngày này là có mưa, mưa, mưa. Này là nắng, này là có mây, được không? Đây là những trời nắng, 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 mưa, mưa, 3 ngày mưa liên tiếp. Rồi. Chúng ta xem sơ qua thì chúng ta thấy là những ngày nào có thể là có mưa, đây là ngày 1, được không? Đây là ngày 1 này, ngày 2 này, ngày 3 này, ngày 4 này, ngày 9 này và ngày 17 này và ngày 27 này và ngày 28 này và ngày 20 9 này, nè 29. Rồi chúng ta qua tiếp. Hồng muốn chọn một tuần có nhiều ngày có thể nắng để đi du lịch biển. Hỏi Hồng nên chọn từ ngày nào đến ngày nào? Một tuần là có 7 ngày. Đây chúng ta thấy cái khoảng thời gian từ chỗ này nè. Từ thứ hai đến thứ hai này này được không, hoặc là từ thứ thứ ba đến thứ thứ ba thì một tuần. Và trong khoảng thời gian chỗ này thì chúng ta sẽ có là nắng, còn mấy chỗ khác chúng ta chọn thì nó sẽ bị vướng những cái ngày mưa, được không? Như vậy thì chúng ta sẽ Hồng nên chọn ngày nào đến ngày nào, vậy chúng ta sẽ ghi là chọn ngày 18, ngày 18 đến ngày 25 tháng 7.
Rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ chọn ngày 19 đến ngày 26 được không? Có thể là chọn là ngày 19 đến ngày 26 tháng 7. Nè, chúng ta có thể là chọn hai cái khoảng thời gian đó, tại vì chúng ta đi một tuần tuần lễ. Bài số 4. Lấy một tờ lịch tháng rồi đánh dấu và ghi chú những ngày có sự kiện đặc biệt trong tờ lịch của em. À, cái này thì chúng ta cho qua nhé. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.